trong ban giám khảo cũng toàn thể các em học sinh lớp 6 lên trường trung học cơ sở Long Sách. Tôi xin giới thiệu cô là cô giáo Nguyễn Thị Phượng, giáo viên giảng dạy môn địa lý tại trường trung học cơ sở Khánh Thịnh, thị xã Kinh Môn. Và đến lễ hội thi hôm nay thì tôi cũng rất mong là cô trò chúng ta sẽ hợp tác một cách hiệu quả nhất để tiết học đạt kết quả cao. Em đồng ý không nào? Và để cô trò chúng ta có thể gần gũi hơn nữa thì cô sẽ cho chúng ta chơi một trò chơi mang tên đó là một quà bí mật. Và cô giáo sẽ gọi một bạn đọc cho cô giáo cái trò chơi. Cô giáo mời anh Kiệt đọc cho mình chơi lắm. Rồi cô mời em một số tiền. Em hôm nay có chơi chưa? Rồi à. Chơi chưa nào? Rồi à. Các bạn nào xung phong nhận cô giáo một cái hồ đầu tiên của cô giáo nào? Rồi cô giáo xin mời bạn cùng anh nào. Câu hỏi số 4. Nội dung hỏi số 4 như sau. Chi lưu sông là A. Là một con sông nhỏ. B. Là sông đổ nước vào sông chính. C. Thoát nước cho sông chính. Và D. Là sông không phải là sông chính. Câu chọn C. Chúng ta cùng xem đáp án đúng không nhá. Rồi, phần quà đầu tiên là thuộc về bạn Hùng Anh. Chúng ta cùng xem phần quà của bạn là gì nhá. Phần quà của bạn đó là một chiếc cốt. Rồi, rất xuất sắc. Như vậy phần quà đầu tiên sẽ không cảm đã thuộc về bạn Hùng Anh rồi nhá. Rồi, câu hỏi anh một xuống đi. Đấy. Tôi thấy được lấy được phần quà của giáo rất là dễ, chỉ cần nhanh chân nhanh tay thôi ạ. Phần quà thứ hai của xin mời bạn Nguyễn Sang ạ. Học số 5 nhá. Chúng ta cùng học và số 5 câu hỏi như sau. Dựa vào nguồn gốc hình thành hồ được chia làm mấy loại? A là 3, B là 4, C là 5 và D là 6. Câu chọn A chúng ta cùng xem đáp án nhá. Rồi, hoàn toàn chính xác, vậy là câu hỏi của bạn chúng ta cũng đã nhận rồi, đúng nhỉ? Chơi thì chơi rồi, bây giờ cũng đã sẽ cho chúng ta xem.
trào lên nó rất là rộng rộng đấy. Như vậy là qua đó ứng xử vừa rồi các bạn cho biết xem nguồn nước của người dân khai thác ở đấy từ đâu lại. À không phải là sao nào? À từ lòng đất đúng rồi, con mẹ em có xuống đi. Là nguồn nước người dân khai thác đấy từ dưới lòng đất đó hay có cái khác đó là nước ngầm. Vậy thì nước ngầm đó được hình thành như thế nào và vai trò gì đối với đời sống con người? Cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu bài hôm nay nhé. Em mở chỗ của áo xin tóc ra. Trang 158 và 20 sông hồ nước ngầm của bác hàng. Nước từ
sông suối ao hồ, sông đi bốc hơi lên không trung gặp không khí lạnh, nhẹ họ bảo là cho hơi nước kết tụ lại rồi rơi xuống đất tạo thành mưa, một phần nước mưa thì đổ ra sông suối ao hồ, còn một phần nước mưa thì ngấm xuống bề mặt đất đến cái tầng nước mà không thấm nước tiếp tục lại tạo thành tầng nước ngầm. Sau đó tầng nước ngầm tiếp tục lại đổ ra biển, tham gia vào cái vòng tuần hoàn lớn của nước. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu được là vòng tuần hoàn lớn của nước thì chỉ nước mặt thôi. Hôm nay chúng ta đã thấy được là ngoài cái nước mặt tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước thì còn có thêm nước ngầm nữa. Như vậy là chúng ta đã hình thành được hai đơn vị kiến thức, đó là về khái niệm của nước ngầm. Thứ hai đó là sự hình thành. Nước ngầm. Vậy thì nước ngầm nó có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Thì cô sẽ cho chúng ta chơi một cái trò chơi mang tên đó là tiếp xúc. Và cái trước khi trò chơi tiếp xúc thì cô giáo sẽ chia cho chúng ta ba đội chơi nhé. Cô giáo sẽ chia lên đây là đội 1, đúng nhỉ? Bốn lần đầu chúng ta sẽ là đội 1, đúng nhỉ? Bốn lần đầu bên này sẽ là đội 2, và bốn lần đầu bên này chúng ta sẽ là đội 3, được chưa? Và những người còn lại, bạn còn lại không trong đội chơi thì chúng ta sẽ là thành viên trong ban giám khảo. Vì vậy chúng ta phải chú ý, cô giáo sẽ phải bất chợ. Nên về những lần chơi em xem sau. Cô giáo sẽ cho chúng ta xem một đoạn video và dựa vào thông tin sách giáo khoa kết hợp với kiến thức để ghi lại những mục đích sử dụng nước ngầm. Bước thứ hai là lớp mang đội chơi và mỗi đội chơi sẽ có 8 học sinh. Em sẽ lên bảng viết mục đích sử dụng nguồn nước ngầm và mỗi bạn sẽ viết một đáp án theo thứ tự lần lượt, đó là 1 này, 2 này, 3, tương tự như vậy đến hết là đáp án mà em muốn đều thôi. Và trong thời gian 3 phút đội nào mà ghi được nhiều đáp án nhất thì đội sẽ giành chiến thắng. Em nhớ chưa? Rồi, chúng ta em đang nghe rõ là chơi xuôi nhỉ? Rồi, chúng ta cô giáo sẽ so thằng xem bằng video. Chúng ta phải chuẩn bị lắng nghe là video là sự lê vượt. Nước ngầm có vai trò gì nhá? Nước ngầm có vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất và đời sống của con người. Nước ngầm có phần ổn định dòng chảy của sông ngòi, đồng thời cố định các lớp đất đá bên trên, ngăn chặn sự sụt lún. Ở rất nhiều nơi trên thế giới, nước ngầm còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong sinh hoạt, như các nhu cầu về ăn, uống, giặt giũ. Ở nhiều nước khô hạn trên thế giới như ở Bắc Phi, ở các nước Tây Nam Á, các nước ở vùng khí hậu cận xích đạo, người ta còn dùng nước ngầm tưới cho các cánh đồng trù phú, màu mỡ, tạo nên nền nông nghiệp hết sức đa dạng, phong phú, ngay cả khi thiếu nước. Ngoài hệ thống tưới nước phun sương, tưới nước xoay tròn, người Israel còn phát minh ra công nghệ tưới nước nhỏ giọt, vừa tiết kiệm nước, vừa cung cấp đầy đủ cho cây trồng sinh trưởng phát triển xanh tươi, mùa màng bội thu. Ở miền Nam Việt Nam, các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, do thiếu nước trong mùa khô cho các vùng chuyên canh cây công nghiệp, nên cũng đã tận dụng nguồn nước ngầm để tưới nước cho những vùng chuyên canh lớn. Và ngay ở thị xã Kinh Môn của chúng ta, trong mùa đông thiếu nước, chúng ta cũng đã tận dụng nguồn nước ngầm để cung cấp nước cho các luống hành tỏi được phát triển trong các tầng đất. Nguồn nước ngầm tích tụ nhiều khoáng chất, tạo nên những nguồn khoáng vô cùng có giá trị, cung cấp sức khỏe cho con người. Vì vậy, cùng chung tay để bảo vệ nguồn nước ngầm là vấn đề cấp thiết của chúng ta hiện nay. Thank you.
Lần này mà em gặp chân đúng em rồi.
nhìn lên trên bàn cô thấy được rằng là có rất nhiều cái lăng ăn đúng. Và qua cái phần show vừa rồi cô đánh giá được bản thân chúng ta có một cái tinh thần đồng đội rất là tốt, rất hăng say, khẩn trương, tiết xuất được đồng đội của mình để đi thực hiện xong nhiều lăng ăn đất. Điều đó xứng đáng nhận được cho hay chúng ta đã chân lòng chúng ta. Ngoài ra thì là nước ngầm còn cung cấp cái nước uống hàng ngày cho chúng ta.
ví dụ như trà la vi chúng ta uống hàng ngày đấy, hay là cung cấp những cái nước khoáng cho ta đúng không, hay là đối với trong sinh hoạt hàng ngày thì cung cấp nước này cho sản xuất này, tôi sẽ nói cho sinh hoạt hàng ngày ví dụ như là rửa rau rồi thì sinh hoạt. Ngoài ra thì trong cái nước khoáng còn có thành phần như là canxi hay là khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe con người, và còn có tác dụng là chữa bệnh nữa đúng không. Thì đối với sản xuất nông nghiệp thì nước còn có vai trò là những quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vào mùa khô. Còn đối với lại những vùng khí hậu khô hạn, ví dụ như là ở Hoàng Hải thì cái nguồn nước rất là khan hiếm, vì vậy mà chúng ta phải sử dụng cái nguồn nước ngầm để phát triển nông nghiệp. Cụ lấy ví dụ như là ở nông trại Dung là một nông trại xâm lược của Sóc Trăng, thì nông trại này được xây dựng hoàn toàn bằng nước ngầm để phát triển nông nghiệp. Hay lấy ví dụ như ở châu Phi chẳng hạn, chúng ta biết là có khí hậu nóng và khô hạn còn nhất trên thế giới. Thì chúng ta nhìn dưới đầu anh vô giới thiệu với nhạc của anh Quang Minh, đây là một chàng trai Việt Nam có năng lực bị nhiều kỳ siêu tới đến từ Angola ở châu Phi. Anh đã tìm ra được cái nguồn nước gần sự bằng cái cảm quan ở dưới lòng đất, đem đến cái nguồn nước cho người dân Angola trong sinh hoạt và sản xuất. Thì ngoài những cái mục đích sử dụng hay còn gọi là vai trò của nước ngầm, những vai trò trên thì nước ngầm còn giúp ổn định dòng chảy của sông ngòi và cố định các nước đất đá trên bề mặt để ngăn chặn sự sụt lún. Còn đối với này tại địa phương cô vừa lấy trong đoạn clip cô đó cũng nói là ngay tại địa phương quê hương Kim Môn của cô thì cũng dùng nước ở dưới cho hành tỏi vào mùa khô. Thế là ngay tại gia đình cô giáo chẳng hạn, ngay tại nhà cô giáo đây, đây là nhà cô giáo vẫn dùng cái giếng nào đây để sử dụng trong cái sản xuất hàng trong sử dụng cho hàng ngày trong sinh hoạt và dùng để tưới phía sau nữa. Thì đối với đơn kinh môn của cô thì ngoài sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt thì dùng trong sản xuất nữa, nước ngầm muối tự nhiên, nếu mà bạn nào có nhu cầu nhiều thì liên hệ cô giáo nhá. Và như vậy chúng ta đã biết được cái tầm quan trọng của nước ngầm, thấy được là nước ngầm có rất nhiều cái vai trò quan trọng khác nhau và sử dụng được nhiều ngầm khác nhau. Cô đã hệ thống được cái tầm quan trọng của nước ngầm trong cái sơ đồ này, và các em có thể tìm bổ sung thêm những cái tầm quan trọng nước ngầm nếu chị Mai chưa để mà có rõ nhá. Bây giờ tôi đã sẽ mời các bạn đọc lại cái tầm quan trọng nước ngầm cho các bạn nghe cho rõ bạn. Và câu hỏi bạn Tôn ạ. Tầm quan trọng của nước ngầm phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt của con người, hỗ trợ chữa bệnh, nước khoáng, cung cấp nước phục vụ cho các ngành kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, cung cấp nước cho biển, sông suối, ao hồ, đại dương, ổn định dòng chảy của sông ngòi, cố định các lớp đất đá bên trên tránh các hiện tượng sạt lở, sụt lún. Đã rồi, cô mẹ một số đi. Vậy thì nước ngầm có nhiều vai trò quan trọng như vậy, nhưng thực trạng nguồn nước ngầm hiện nay ra sao? Cô cho chúng ta cùng xem một đoạn phóng sự sau để trả lời một câu hỏi nhé. Hay là nước thải từ các khu trang trại chăn nuôi này, từ các khu công nghiệp này, đúng không?
những cái phốt trùng ở dưới lòng đất đúng không, thì nó sẽ dèo dị xuống tới lớp lòng hàm trong một trường hợp bị ô nhiễm. Hay hiện nay đó là cái tình trạng là chúng ta đang thực hiện cơ giới hóa thì sử dụng lượng phân bón và thuốc trừ sâu rất là nhiều, thì cũng nó sẽ làm cho cái lượng phân bón thuốc trừ sâu nó xuống thấp hàm trong một lớp lòng bị ô nhiễm. Bây giờ bạn cho biết xem, cái thực trạng của lớp lòng bị ô nhiễm như vậy khi con người chúng ta sử dụng trong một thời gian dài nó sẽ gây ra hậu quả gì nào? Em có thể nhìn vào định cô giáo nhé, thật sự thế hiểu biết cái trang gây ra hậu quả gì, và ra hậu quả là sao lại chán thế nhỉ? À, cô giáo còn tiếng gì nào? Bệnh về da này, gì nữa không? Đây là bệnh gì nhỉ? À, cô em một số để bạn lại, em bỏ xuống cho bạn nào. Bệnh gì nhỉ? Bệnh mắt đỏ rồi, cô hãy nghe mà xuống đi. Thế ví dụ như nước nguồn, nước ngầm này bị ô nhiễm thì nếu như chúng ta trong sản xuất nông nghiệp thì có gây hậu quả gì không? Không biết ạ. À, vậy thì cô giáo sẽ bổ sung thêm nhé, bởi vì chúng ta còn nhỏ thì cũng chưa biết được nhiều những vấn đề về xã hội. Thì khi nguồn nước ngầm bị ô nhiễm thì ngoài cả ảnh hưởng đến sức khỏe con người, khi mà chúng ta sử dụng trong sản xuất nông nghiệp thì sẽ làm cho cây trồng dần dần bị héo và bị chết. Tiếp theo, nếu như mà đối với lại cái nguồn nước ngầm bị ô nhiễm chúng ta sử dụng trong một thời gian dài thì còn gây ra mắc sóng ngoài, tiếp những bệnh này thì còn sẽ bệnh rất nguy hiểm, đó là bệnh ung thư. Ngoài cái việc đó ra thì khi khai thác nguồn nước ngầm quá mức thì sẽ làm cho cái tình trạng đó là sụt lún của dạng địa hình. Còn lấy ví dụ như là việc khai thác nguồn nước ngầm quá mức tại Gia Cát Lan làm cho tình trạng sụt lún nhanh nhất thế giới. Hay lấy ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta tại vùng đồng bằng sông Cửu Long này, do khai thác mực nước ngầm quá mức gây nên tình trạng sụt lún. Thì với những cái trò quan trọng như vậy là nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm thì chúng ta cần có những cái biện pháp gì để sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả nguồn nước ngầm, thì cô giáo sẽ cho chúng ta hoạt động theo nhóm nhé. Cô giáo sẽ chia cho chúng ta thành 8 nhóm. Tám nhóm, mỗi nhóm sẽ em sẽ cử ra cho cô giáo một nhóm trưởng và một thư ký biết vận dụng những ý kiến của bạn vào trong phiếu học tập nhá. Cô giáo sẽ chia như sau. Đây, ba bạn này em sẽ nhóm một em di chuyển vào trước đây, ba bạn đầu nhóm một em di chuyển vào trước đây, ba bạn này sẽ nhóm hai em di chuyển vào trước đây, em di chuyển lên. Đây là bạn này nhóm ba, hai bạn này nhóm bốn. Em quay xuống thật chưa? Làm việc. Hai bạn là nhóm 5 và ba bạn này sẽ thuộc nhóm 6. Em di chuyển lên chưa? Em di chuyển lên. Em di chuyển lên. Di chuyển lên. Chúng ta di chuyển lên. Được chưa? Được chưa? Nhóm số 7. Hai bạn này nhóm 7. Ba bạn này nhóm 8. Em di chuyển lên chưa? Được chưa? Thôi sao? Sao? Có đủ thời gian không? Em ơi, có đủ thời gian mà. Có cả em di chuyển về nhóm của mình. Và đây nhá, trong thời gian 3 phút. Em ơi. Nào, đi em yêu sao? Chọn con chưa? Chọn đủ. Nhóm của em di chuyển về nhóm của mình. Trong thời gian 3 phút, nhóm nào ghi được nhiều các bạn nhất thì nhóm có thể chiến thắng nhá. Rồi, thời gian 3 phút bắt đầu. À, trong thời gian chúng ta làm, chúng ta cần phải chữ lượng đúng không? Thank you.
Em có
Hiện nay để lấy được cái tầm quan trọng của nguồn nước ngọt thì thế giới là mấy ngày nay khai mạc tháng 3 là ngày nước thế giới, và trong những năm gần đây thì ngày nước thế giới đặc biệt chú trọng đến cái nguồn nước ngọt. Vì vậy cô mong rằng là chúng ta hãy chung tay bảo vệ cái nguồn nước ngọt, dù là một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn để bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ nguồn nước ngọt nói riêng. Và mà trong cái không khí tết xuân của cả nước thì cô giáo sẽ cho chúng ta chơi một cái trò chơi, đó là hái lộc đầu xuân. Thì những cái và lì xì từ ông lương thật dài cô giáo làm cái lì xì thưa thế là câu hỏi, nếu như bạn nào mà chọn được câu hỏi thì sẽ nhận được quà cô giáo chưa? Rồi con giáo giúp con chơi đầu tiên nào. Yeah.